Chào mừng các bạn đã đến với kênh của Mai Khôi. Ngày hôm nay Mai Khôi chia sẻ một cái loại nước giúp cho mình dễ ngủ, ngủ ngon hơn, mắt sáng hơn, đỡ nhức mỏi, tóc thì mọc nhanh, chắc khỏe, đỡ bị gãy rụng và da thì sáng hồng mịn màng. Cách làm như thế nào thì bây giờ mời các bạn tiếp tục theo dõi video nha. Để pha cái nước uống này thì mấy Khôi có ở đây là hạt kỷ tử và kỷ tử mình có là kỷ tử người ta đã sấy khô rồi. Nếu mà các bạn có kỷ tử tươi thì dùng vẫn được nha. Theo như mấy Khôi tìm hiểu thì được biết kỷ tử là một trong những loại quả chứa nhiều vitamin và khoáng chất tốt. Nó có bao gồm chất sắt này, chất kẽm, chất xơ, chất chống oxy hóa, có rất là nhiều vitamin C dầu vitamin A vân vân và vân vân. Cho nên là khi mà mình sử dụng cái hạt kỷ tử này á thì nó sẽ có những cái tác dụng rất là tốt đối với sức khỏe của mình. À, như là về mắt thì nó sẽ giúp cho mắt mình không có bị mỏi mệt, sáng mắt. Kỷ tử cũng giúp cho làn da của mình nó đẹp hơn tại vì nó có chứa chất chống oxy hóa với lại nhiều vitamin đó. Rồi tóc thì nó sẽ giúp cho tóc nhanh dài nè, mập chắc khỏe, không có bị gãy rụng nhiều. Và nó còn nhiều tác dụng nữa, các bạn có thể tìm hiểu thêm nha và nguyên liệu thứ hai mới khôi có ở đây là táo tàu đỏ thì cái món này chắc cũng không có xa lạ gì đối với các bạn rồi đúng không à, cái món này thì mấy khôi được biết nó cũng là một trong những vị thuốc bắc giúp bổ dưỡng bởi chứa các thành phần như là protein lipid đường canxi phosphor sắt và nó cũng chứa rất là nhiều vitamin nữa và cái táo đỏ này cũng rất là tốt đối với sức khỏe của mình thì mấy khôi chỉ nêu cái tác dụng chính ở đây mà mình muốn đề cập đến đó là giấc ngủ nó cải thiện giấc ngủ rất là tốt rồi làm đẹp da ngoài ra nó còn nhiều tác dụng lắm các bạn có thể tìm hiểu thêm nha giờ mình sẽ lấy một nấm nhỏ hạt kỹ tử để đi pha nước nè thì cái nấm này nó có khoảng từ 20 cho tới 25 hạt kỹ tử nha bây giờ mới khôi đếm nè coi nó có bao nhiêu hạt <laughs> Nói chung là một ngày các bạn không có tiêu thụ hơn 15g hạt kỹ tử nha Maximum là 15g thôi Tại vì nếu mà nhiều quá đó thì nó sẽ có tác dụng ngược lại Tức là cái gì nhiều quá nó cũng không có tốt đó đây mình đang đếm nè, đó đúng 25 hạt Thì khoảng 20 tới 25 tùy hạt to nhỏ Cái nấm kỵ tử này mới khôi cân lên đó, là có khoảng 6 gram thôi đó Nói chung các bạn uh, uống nhiều nhất là 15 gram nha Rồi bây giờ mình cho vào trong cái này nè còn về phần táo tàu đỏ thì ở đây mấy khôi chỉ dùng 2 hoặc là 3 quả thôi nha tại vì cái táo tàu đỏ này nếu mà các bạn dùng nhiều á, thì nó cũng sẽ dễ bị nóng trong người á đó. đó đây mình lấy hai uh, quả đi rồi giờ mình sẽ đem táo tàu với lại kỹ tử này mình đi rửa qua nước lạnh nha, tại vì người ta sấy khô hay là người ta phơi khô thì mình không biết nó có bụi hay gì không thì mình rửa qua để mình uống cho nó chắc ăn nè. Rồi mình đã xả qua một lần nước lại rồi, bây giờ mình sẽ đem đi nấu nha. À trước khi nấu thì cái táo tàu này mấy hồi sẽ cắt nó ra làm hai, hoặc là các bạn cắt nó ra làm 3, làm tư cũng được. Mình cắt như thế này á, thì mình nấu nó chất nó ra sẽ nhanh hơn, dễ hơn Mình cho vào trong nồi này là một lít nước Giờ mình nấu cho cái nồi nước này nó sôi lên Khi mà nước nó sôi lên như thế này á, thì Mai Khôi sẽ cho táo tàu và kỹ tử vào Mình sẽ đậy nắp lại và hạ lửa nhỏ xuống một chút để cho cái nồi nước này nó sôi lăn tăn thôi cũng được chứ không cần phải sôi sùng sục đâu. Mình nấu thêm khoảng 15 cho tới 20 phút nữa để cho cái táo tàu và kỷ tử nó ra hết chất. Và đây là sau 15 phút này các bạn, mình sẽ mở nắp ra. Đó cái màu nước bây giờ nó ra cái màu đậm hơn lúc nãy rất là nhiều luôn. Mấy khối sẽ tắt bếp nha. Đó, mình đã nấu xong hạt kỷ tử với táo tàu rồi Giờ thì mình có thể cho cái nước kỷ tử táo tàu này ra ly để mà thưởng thức Và đây, ly nước kỷ tử táo tàu mấy khôi đã múc ra xong rồi nè Thì cái này các bạn có thể uống nóng hay là uống nguội đều được nha và nếu như bạn nào không muốn nấu hoặc là không có thời gian để mà nấu kỹ tử táo tàu như cách vừa rồi á thì các bạn có thể cho táo tàu kỹ tử vào trong một cái ly thì kỹ tử táo tàu mình đã rửa qua rồi ha. Táo tàu mình cắt ra làm hai luôn nè. Rồi mình cho vào ly xong mình sẽ cho nước sôi vào. Nước này là mình vừa mới nấu sôi sùng sục ở trên bếp luôn. Mình cho vào trong cái ly này. Xong rồi mình đậy nắp lại hoặc là các bạn lấy cái dĩa mình đậy lên trên để mà mình ủ cái nước này giống như là mình hãm trà về đó để cho táo tàu với là kỹ tử nó ra chất nha. Mình ủ cái nước này trong vòng 15 cho tới 20 phút là mình có thể uống ha. Hoặc là các bạn có thể sử dụng cái bình ủ, cái bình giữ nóng này nè. Mình cho thẳng táo tàu kỹ tử rồi mình cho nước sôi vào bên trong luôn. Tại vì cái này mới Khôi quay video á, nếu mà mình cho vào trong cái bình này thì các bạn sẽ không có thấy. Cho nên mình mới cho vào trong cái ly thủy tinh để mà à, các bạn dễ thấy hơn đó còn mình cho vào trong bình giữ nóng này á thì mình pha xong rồi các bạn đi làm hay đi đâu mình mang theo mình uống luôn rất là tiện. Và cái nước này sau khi mình ủ được rồi đó, mình uống hết cái nước đi thì nó còn lại kế hạt kỷ tử và táo tàu thôi thì các bạn có thể cho thêm nước sôi vào lần thứ hai mình ủ thêm lần thứ hai nữa cái này giống như là nó còn cái chất gì ở trong kỹ tử táo tàu là mình vắt kiệt mình bòn ra hết chứ không có để sót nha <laughs> còn nếu muốn mà cho nhanh gọn nữa đó thì các bạn lấy cái hạt kỹ tử với táo tàu mình ăn là nhanh gọn nhất mà khi mình nấu nước hay là mình ủ hạt kỹ tử táo tàu như thế này á các bạn uống hết nước rồi còn lại cái xác của nó các bạn ăn thì nó lặt nhách à chứ nó không có cái gu gì hết tại vì bao nhiêu chất nó đã ra hết rồi nhưng mà mình ăn đi nha chứ đừng có bỏ uổng <laughs> Voilà, là thì đây là nước kỹ tử táo tàu mà mấy khôi muốn chia sẻ trong video ngày hôm nay à, đây là cái nước mà mình tìm hiểu mình đã thử và đang uống thấy tốt cho nên là mấy khôi muốn làm video để chia sẻ thì bạn nào muốn dễ ngủ ngủ ngon nè hay là muốn cho mắt mình nó sáng hơn nó không có bị nhức mỏi á, thì có thể thử cái này nha mấy khôi thấy cũng rất là hiệu nghiệm nhất là mắt á. mình uống là mình thấy nó đỡ nhức mỏi rất là nhiều và lưu ý là nếu bạn nào mà bị bệnh máu không đông á, thì không nên sử dụng kỹ tử nha hoặc bạn nào đang có vấn đề về sức khỏe đang điều trị bệnh đó, thì nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng tại vì nhiều khi các bạn uống kỵ tử vào nó sẽ có những cái trường hợp xảy ra đó là nó kháng thuốc đó thì các bạn nên tham khảo ý kiến của bác sĩ ha thì đây là mấy khôi chia sẻ những gì mà mình biết những gì mình tìm hiểu mình đọc được nếu có chú anh chị và các bạn nào có biết được nhiều hơn thì có thể để lại bình luận chia sẻ cho mấy khôi cũng như là các bạn khác cùng biết với nha rồi bây giờ Mai Khôi xin kết thúc video ngày hôm nay tại đây nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã bỏ thời gian để theo dõi cũng như là ủng hộ Mai Khôi. Nếu các bạn thấy thích thì hãy nhấn nút đăng ký kênh cũng như là like, share video và để lại bình luận góp ý cho Mai Khôi ha. Bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Ở tốt. tố.